Tập 58. Alo. Này. Cô nói gì? Cô đi rồi sao Diệp Kỳ? Cô còn dám làm chuyện bắt cóc? Hôm nay anh sao vậy? Một bé đó nhỏ nhoi đã làm anh sừng sổ như vậy. Chẳng trách cô bảo cho bé đó nếm mùi. Cô làm vậy là quỷ hoại bản thân của quỷ hoại tôi. Nếu cảnh sát biết thì cô làm sao? Nếu cảnh sát biết là tôi đưa hồ sơ bệnh án của bé đó cho cô thì tôi phải làm sao? Diệp Kỳ, tôi hỏi cô muốn chúng ta cùng chết đúng không? Anh nghĩ bé đó sẽ báo cảnh sát sao? Nếu cô ta báo cảnh sát thì tất cả mọi người sẽ biết chuyện cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Nói cho anh biết, bé đó sẽ không báo cảnh sát. Cô ta còn ngăn Tiêu Lượng và Lô Dịch Minh báo cảnh sát kìa. Anh nghĩ cô ta bỏ cơ hội bước chân vào nhà giàu để đối phó tôi sao? Tôi thừa biết suy nghĩ của cô ta, cho nên tôi mới đánh cược. Tôi muốn xem số cuộc cô ta sẽ kìm nén nỗi uất hận này, hay là sẽ làm mất mặt nhà họ Tiêu. Diệp Kỳ, cô điên rồi. Cô làm như vậy sẽ hủy hoại nhà họ Tiêu tôi. Ba tôi đã phát bệnh tim một lần, ông ấy không chịu nổi lần thứ hai, cô biết không? Lâm Tử Lương, anh đang giả vờ làm con trai ngoan sao? Quá xa ba là điểm yếu của anh hả? Tôi cảnh cáo cô động vào ai thì động, nhưng động vào người nhà tôi không tha cho cô. Diệp Kỳ, Lâm Tử Lương tôi đến cái tuổi này rồi, có việc gì tôi chưa làm chứ? Cô mà động vào người xung quanh tôi, cô cứ liệu hồn đi, tôi chẳng có hứng thú với mấy người đó. Tôi chỉ quan tâm tới Tiêu Lượng bà thôi. Cô nghĩ Tiêu Lượng là con rối chắc? Cô tưởng cô bảo vệ anh ta sẽ làm cái đó sao? Tôi khuyên cô đi càng xa càng tốt. Nếu để Tiêu Lượng điều tra ra thì tôi sẽ không giúp cô lần thứ hai đâu. Nếu đã làm thì phải làm tới cùng. Anh có biết tôi hối hận nhất điều gì không? Điều tôi hối hận không phải là đã để Tiêu Lượng biết chuyện này. Điều duy nhất tôi hối hận là dễ dàng tha cho mẹ đó. Nếu cho tôi cơ hội nữa, tôi sẽ không để cô ta chạy thoát. Tôi đâu bảo cô làm hại mẹ đó. Cô thường biết mẹ đó đến chăm sóc cô thay Tiêu Lượng mà. Cô không có nhân tính sao? Nhân tính? Lâm Tử Lương, anh nói chuyện nhân tính với tôi sao? Anh có tư cách gì để nói? Anh quên anh đã hại tôi thế nào à? Nhưng tôi đang học theo anh đó thôi. Lần đó tôi làm cô bị thương không phải tôi cố ý. Tôi chỉ bảo vệ bản thân mình. Cô tưởng tôi muốn hại cô thành như vậy sao? Có người chặn trước mặt, cô đẩy người đó mà thôi. Thứ mà Diệp Kỳ tôi không có được thì đừng học ai có được. Nhưng đại quản lý Lâm nhắc đến ba nấy với mình, vậy liệu có phải là anh ấy đã chấp nhận mình không? Cảm ơn. Lại còn hình trái tim. Đây đâu phải quà bác gái tặng, rõ ràng là quà của anh mà. Tử Nguyên, cô đang bận sao? Sao lại thái độ vậy chứ? Tôi đến là muốn xin cô chỉ dạy đây. Có gì thì hỏi người khác đi. Không thấy tôi đang bận à? Nhưng vấn đề này chỉ có cô mới trả lời được. Cô xem sợi dây chuyền này so với sợi dây cô đeo thì sao? Xin lỗi, tôi đi làm việc đây. Cô đừng đi vội. Cái tôi nói, dây chuyền của cô cũng là do quản lý Lâm tặng, hình như không đắt bằng sợi của tôi. Cô làm vậy là có ý gì? Có ý gì được?
Tôi muốn nói, tấm lòng của một người đôi lúc có thể nhìn ra sự khác biệt từ trong việc tặng quà đó. Ai quan trọng thì quà tất nhiên sẽ đắt hơn. Còn người không quan trọng giống như cô thì tất nhiên sẽ tặng quà rẻ tiền. Không thể nào. Sao đây là tặng dây chuyền cho cô? Có gì không thể? Lúc đại quản lý Lâm tự tay đưa cho tôi. Còn cả tấm thiệp này, trên đây viết rất rõ tên của anh ấy. Sao cô lại tự tiện đụng vào đồ người khác chứ? Đúng là gia đình thiếu thốn, không được dạy dỗ tử tế. Đủ rồi. Cô có thể sỉ nhục tôi, nhưng không có tư cách sỉ nhục người nhà tôi. Tôi sỉ nhục cô gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật. So với gia đình của quản lý Lâm, cô chẳng phải là con nhà nghèo thì là gì? Cô không biết tự xem mình đang đứng ở đâu. Cứ bám xiết lấy anh ấy, không để lực cô lên mặt dạy đời tôi. Tôi không tin anh ấy tặng cô thứ này. Cô không tin tự đi hỏi anh ấy. Không phải tôi nói cô, đến việc đi dạo phố với bác gái cô còn chẳng làm tốt thì còn có thể làm gì cho anh ấy? Giờ cuối cùng cũng có tôi xuất hiện giúp anh ấy. Quản lý Lâm cũng đang ngầm thừa nhận, nhưng cô cứ bám lấy không chịu buông ra, còn suốt ngày gây phiền hà cho anh ấy. Tôi thật không hiểu làm sao anh ấy chịu nổi cô. Cô nói xong chưa? Vẫn chưa. Dù sao đi nữa tôi cũng có thể giúp người mình thích. Chỉ có cái loại vô thích sự như cô, sớm muộn gì cũng bị người ta dứt bỏ. Anh về rồi sao? Xong cơm rồi anh qua ăn đi. Em ăn đi, anh không muốn ăn. Sao vậy? Anh không muốn gì già vẫn nói chuyện bên ngoài. Anh hơi mệt. Tử Lương, bây giờ đến một câu nói anh cũng chẳng buồn nói với em sao? Vậy là sao? Không có gì, chỉ là em cảm thấy lạ. Sao giờ này anh toàn giấu em những chuyện bên ngoài, nhất là chuyện anh tặng dây chuyền cho Tuyết Nhi. Anh chỉ muốn cảm ơn Tuyết Nhi thôi. Có gì phải giải thích chứ? Vì công ty đã làm anh mệt mỏi lắm rồi. Em không giúp được cho anh thì thôi. Đừng có gây phiền phức cho anh được không? Trong mắt anh, em chính là thứ phiền phức vô dụng sao? Em nhìn mặt em đi, cả ngày cứ nhăn nhó, ủ dột. Có người đàn ông nào về nhà muốn trông thấy như vậy? Quá xa là như vậy. Trong mắt anh em luôn như vậy. Chúng ta chia tay đi. Em nói cái gì? Em nói chúng ta chia tay đi. Em không muốn làm cho anh thấy phiền thêm nữa. Em không muốn anh nhìn thấy em là khó chịu. Dù sao anh cũng chán việc phải ứng phó em rồi. Em không muốn bám lấy anh nữa. Ở đâu anh cũng tìm được đàn bà thôi. Em lập tức rút lại lời em vừa nói. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy. Em không muốn rút lại. Em chịu đủ rồi. Em không muốn mình phải ấm ức gì ai nữa. Em rút lại lời vừa nói ngay. Tư Nguyên, em lấy gì mà đòi chia tay anh chứ? Tất cả những thứ trên người em đều là của anh mua. Tất cả những thứ em có đều do anh cho. Rút lại lời nói. Không, anh làm em đau quá. Buông ra, anh không buông. Đừng ai hòng cướp lấy thứ gì của Lâm Tử Lương, bao gồm cả em. Rút lại lời vừa nói. Rút lại đi. Tư Nguyên, anh không cố ý. Em có sao không? Anh đừng đụng vào em. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Tư Nguyên, Tư Nguyên à. Đây là lễ đường của chúng ta. Vốn định trước đính hôn một ngày mới đưa em tới, để cho em một bất ngờ. Nhưng em lại bị thương. Anh không muốn đợi thêm ngày nào nữa. Từ khi Diệp Kỳ tỉnh lại, anh đã làm nhiều chuyện khiến em thất vọng, lại còn suýt để mất em. Lúc không tìm thấy em, anh nghĩ mình sắp điên rồi. Khi Lô Dịch Minh đưa em về, anh đã thề anh sẽ không để người đàn ông khác bảo vệ em. Anh xin em cho anh một cơ hội nữa, có được không? Em chưa từng nghi ngờ anh.
Chỉ là em vẫn luôn không ngờ được người mà em thích bao lâu nay lại sắp thực sự trở thành bạn đời của em rồi. Từ khi mẹ anh rời khỏi anh và ba, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Bao nhiêu năm như vậy anh đã quen sống một mình, đã quen với việc không cho ai thay đổi mình. Nhưng anh đã gặp em, em như ánh mặt trời vậy. Là em đã chiếu sáng cả cuộc đời của anh. Tới hợp đính hôn, anh muốn tất cả những người quen anh đều biết. Cuối cùng Tiêu Lượng cũng tìm được một người muốn chung sống cả đời. Em đồng ý không? Nhưng bà, nhưng em còn rất nhiều lời chưa nói hết với anh. Không sao, chúng ta còn cả đời mà. Em phải nói cho anh trước lễ đính hôn, để anh biết chuyện đó rồi mới quyết định có muốn ở bên em nữa hay không. Được, em cứ nói đi. Em có lẽ em vẫn chưa thể nói thẳng trước mặt anh. Hãy cho em một ngày. Ngày mai em sẽ gửi cho anh một thứ. Khi anh xem xong, anh sẽ hiểu toàn bộ. Anh không vội. Anh mong em biết là anh đã sẵn sàng làm chồng của em, thì cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả của em. Cứ giao bản thân em cho anh, đừng sợ. Thực ra trước khi làm bạn với Cao Văn, em đã thích anh rồi. Có người bảo em thích một người chẳng có gì đáng xấu hổ, cho nên em muốn nói em yêu anh. Nhưng em chưa từng mơ rằng mình nhất định sẽ được ở bên anh. Tất nhiên tôi còn phải cảm ơn một người. Chúng tôi đã trải qua 3 tháng này cùng nhau, là cô ấy đã thay đổi những dự định trong cuộc sống của tôi. Nhưng cô ấy cũng là niềm bất ngờ lớn nhất của đời tôi, mục tiêu khiến tôi nỗ lực trước từ trước tới nay. Tiêu Lượng, trước khi em nói cho anh tất cả chuyện quá khứ, em muốn anh biết rằng thật lòng em rất yêu anh. Anh không đùa giỡn em. Hiện giờ người bị đùa giỡn là anh. Em cứ xuất hiện trước mặt anh giống không trốn được. Dù có trốn đi đâu anh vẫn thấy bóng dáng em. Anh sắp bị em tra tấn tới phát điên rồi. Em nói đúng, tình cảm là không thể khống chế. Cũng như lúc đó em không khống chế được mà yêu anh, bây giờ anh cũng không khống chế được việc mình yêu em. Nghĩ tới sau này không được thấy bộ dạng ngốc nghếch vì sự nỗ lực, vì mơ ước của em, anh đã tìm thấy tim mình đau nhói. Tha thứ cho anh, làm người yêu của anh nha. Ước mơ của anh là được bên em mãi mãi. Anh lo kiếm tiền nuôi gia đình, em chỉ cần xinh đẹp như hoa là được. Chúng ta sẽ có một gia đình, không nhất thiết phải là gia đình lớn, nhưng em vẫn thích biển mà. Chúng ta sẽ có một căn nhà hướng ra phía biển, đó là mơ ước của em. Mẹ đó, đến với anh đi. Kể từ khi mẹ anh đi, anh vẫn luôn cô đơn, không có cảm giác thân thuộc. Nhưng bây giờ anh không cô đơn nữa, vì anh biết cho dù thế nào cũng sẽ có một người đợi anh về nhà. Anh thật sự cần em quấn lấy anh. Vì có em, anh mới cảm thấy mình đang tồn tại. Cho nên đừng nói chuyện từ bỏ. Mẹ đó, em giống như chiếc sạc pin của anh vậy. Dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần được ôm như vậy một lát, thì anh lại có được dũng khí và sức mạnh để tiếp tục cố gắng. Cảm ơn em. Trừ kim cương ra, trên thế gian này không có bất cứ thứ gì có thể chiến thắng thời gian. Vì nên người ta mới lấy kim cương làm biểu tượng của tình yêu. Một con người có thể rời khỏi hoặc chết đi, nhưng tấm lòng có thể được giữ lại do như kim cương. Cho nên thứ anh muốn đưa vào dự án Blue Flame cũng là hy vọng nó có thể chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Em tìm lại nó rồi sao? Anh tưởng em đã rời xa anh rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã trở về. Hứa với anh, dù có xảy ra chuyện gì, mãi mãi đừng rời xa anh. Chỉ biết ai đã chờ đợi.
Nếu sau khi anh biết được bí mật của em mà vẫn đồng ý để em làm vợ anh, thì em sẽ đợi anh ở lễ đường đính hôn cho tới khi anh đến mới thôi. Thư tình khó viết quá, khó hơn cả làm phẫu thuật. Tìm kiếm thư tình. Kể từ lần đầu tiên đôi ta gặp nhau, anh đã bị chìm đắm trong sự quyến rũ thuần khiết của em. Lần đầu tiên gặp mặt đúng là rất thuần khiết, nhưng lúc đó nó đến quyến rũ có phải quá sớm rồi không? Cô giáo sẽ mắng đây. Không được, không được. Em giống như chú nai vàng trong rừng thẳm, nhảy vào tâm hồn anh giữa những năm tháng thanh xuân. Chú nai trong rừng thẳm, thú vị đó. Những năm tháng thanh xuân hai đứa mình cũng từng ở bên nhau. Nhưng lúc đó cô ấy béo như vậy, nhảy vào lòng mình thì chắc mình sẽ bị đè chết mất. Không được. Không được. Không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng mập sắp kết hôn rồi, mình làm sao có thể phá hoại hạnh phúc người ta chứ? Không đúng. Ai đó có kết hôn là chắc chắn sẽ hạnh phúc. Lỡ như cứ phải kết hôn với mình cô ấy mới được hạnh phúc thì sao? Thôi kệ nó đi, cứ thử đã rồi tính. Minh Minh à, cố lên. Được thôi. Mập à, gọi là mập ngay chẳng trang trọng gì. Mẹ đó, bỗng nhiên gọi tên cậu một cách nghiêm túc như vậy, mới chợt nhớ ra chúng ta đã đi bên cạnh đời nhau suốt 20 năm rồi. Tuy có lẽ không ai biết đến quá khứ của chúng ta, nhưng đến nay tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc tôi gặp cậu lần đầu. Khi tôi mới chuyển đến bước vào lớp học, người đầu tiên tôi trông thấy là cậu. Cho đến sau này cậu đến Thượng Hải ở chung với tôi, thậm chí giờ tôi giúp cậu theo đuổi Tiêu Lượng, tôi mới phát hiện 20 năm nay tôi vẫn giống như chú gấu trên giường cậu, mãi mãi là người ở bên cạnh, không biết khóc cũng chẳng cảm thấy buồn. Nhưng mẹ đó à, bây giờ tôi không muốn làm chú gấu của cậu nữa. Tôi muốn hỏi lại một lần nữa, câu hỏi chưa có đáp án đó. Cậu nhìn vào đôi mắt tôi, nói với tôi rằng cậu chưa bao giờ rung động trước tôi đi. Cậu thực sự chưa bao giờ rung động trước tôi sao? Mẹ đó, khi cậu ngã xuống cạnh tôi đã mất đi cậu một lần rồi. Cả cuộc đời này tôi không muốn mất cậu lần thứ hai. Đừng lấy anh ta, hãy cho tôi một cơ hội có thể bắt đầu lại với cậu lần nữa, được không? Bệnh nhân à, cô định xuất viện sao? Tôi muốn về nghỉ ngơi, nhưng người nhà cô vẫn chưa đến đó. Hay là cô đợi thêm một chút đi? Không sao, tôi tự về được. Đúng rồi, khi nào gặp anh ấy, phiền cô giúp tôi chuyển bức thư này cho anh ấy. Cứ đó là thứ tôi để lại cho anh ấy. Được.
Bác sĩ Lui, sao lại tới khoa chấn thương vậy? Không có gì cô làm việc đi. Đưa như thế nào đây? Liệu có hơi gượng không? Là như vậy, tôi có tư liệu muốn giao cho bệnh nhân ở khoa các cô. Cô ấy ở phòng 403. Cô giúp tôi được không? Được. Đây là... Tôi đã nói rồi, bên trong có tư liệu, nội dung cần được giữ bí mật nghiêm ngặt. Tôi nói cô nghe nào. Đừng có giao nhầm vào tay người khác đấy. Được chứ, được. Còn nữa, tôi biết rồi, liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của bệnh nhân. Đúng, yên tâm đi. Cô giữ cẩn thận đấy. Được, giữ kỹ nhé. Được rồi. Cô đừng để đó. Cầm lấy đi, đưa ngay đi. Được, tôi đi đưa đây, cảm ơn. Chắc không phải bệnh nhân có thai đấy chứ? Em ở đâu vậy? Không xảy ra việc gì chứ? Không. Sao lại căng thẳng như vậy? Tất nhiên là căng thẳng rồi. Anh tới tìm em lại không ở đây. Anh tưởng em đã bị người khác bắt mất rồi. Em đâu phải trẻ con. Anh đừng lo. Giờ đã đến bệnh viện rồi sao? Phải, em mang hết đồ đi rồi. Chắc không phải em giấu anh ra viện trước đấy chứ? Em không muốn làm phiền anh, cho nên em đã đi trước rồi. Anh đã nhận được thư em để lại cho anh chưa? Em truyền thống đến vậy à? Muốn viết thư tình cho anh trước khi kết hôn sao? Em đã nói với anh là em muốn đưa cho anh một thứ mà. Đọc xong thư rồi, anh sẽ biết cả thôi. Nói vậy, tức là em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em đã nghĩ kỹ rồi. Anh nhớ khi nào xem xong thì tới chỗ chúng ta đính ước tìm em. Cho em câu trả lời vậy nhé. Chào anh. Xin hỏi cô mẹ đó có ở đây không? Mẹ đó nói cô ấy để lại cho tôi một bức thư. Đúng là chúng tôi có giữ một phong thư của cô mẹ đó. Nhưng anh có chắc cô ấy muốn anh xem bức thư này không? Tất nhiên rồi, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Vậy tốt quá rồi, đây. Cảm ơn, bên trong có lẽ có tin vui liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của hai người. Chúc mừng anh chị, cảm ơn cô. Đột nhiên nghiêm túc gọi tên cậu như vậy, tôi mới chợt nhận ra chúng ta đã ở bên nhau 20 năm rồi. Dù hầu như không ai biết quá khứ giữa chúng ta, nhưng chí ít tôi vẫn còn nhớ khung cảnh lần đầu tiên gặp cậu, mẹ đó. Khi cậu ngã xuống bên tôi đã đánh mất cậu một lần rồi. Đời này tôi không muốn mất cậu thêm lần nữa. Đừng lấy anh ta, hãy cho tôi cơ hội bắt đầu lại với cậu đi. Tư Nguyên, quản lý Lâm, chỗ anh làm em bị thương hôm đó giờ đã đỡ hơn chưa? Tôi rất khỏe. Nếu không còn việc gì khác, tôi đi làm việc trước đây. Tư Nguyên à, hai ngày nữa Tiêu Lượng sẽ đính hôn với mẹ đó. Anh muốn đưa em tới tham dự lễ đính hôn mới giới thiệu em trước mặt mọi người. Không cần đâu. Chúng ta đã chia tay rồi. Em chỉ còn giận chuyện tối hôm đó. Tôi đã quên rồi, không còn bận tâm nữa. Nói vậy, em chịu tha thứ cho anh sao? Tôi chưa bao giờ giận anh. Dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi. Chia tay trong êm đẹp đi. Anh không muốn chia tay. Anh muốn ở bên em một lần nữa. Em đừng giận anh. Hôm đó do anh nhất thời kích động để mới nói như vậy. Sao có thể ghét bỏ em chứ? Những lời anh nói hôm đó không hề quan trọng. Quan trọng là tôi không hề xứng với anh. Sao chúng ta phải làm khó nhau thêm?
Em là người phụ nữ anh chọn, sao chúng ta lại không hợp nhau được chứ? Tư Nguyên, anh lớn như vậy rồi, anh chưa bao giờ cầu xin ai cả. Hôm nay anh xin em tha thứ cho anh được không? Tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Tôi đã từng một lần kiên trì vì anh, nhưng tôi không đủ can đảm kiên trì thêm lần nữa. Quản lý Lâm, tôi mệt rồi. Sao lại không còn chuyện gì khác, đừng tới tìm tôi. Dù không biết là chuyện gì, nhưng anh mong em biết rằng nếu anh đã sẵn sàng làm chồng em thì cũng sẵn sàng đón nhận mọi thứ về em. Cứ giao cho anh, đừng sợ. Mẹ đó, em có bằng lòng lấy anh không? Em bằng lòng. Alo, hôm nay mẹ đó đến hôn đấy. Tại sao giờ này anh còn chưa đến? Em đến rồi sao? Tất nhiên rồi, khách quý quan trọng với em phải là người đầu tiên lên sân khấu. Có vậy mới mang lại khởi đầu tốt cho cô dâu chú rể, đúng không? Nhưng mà em sợ em được mọi người quan tâm, chào đón quá, khiến tịch đính hôn mất đi ý nghĩa vốn có. Được rồi, em biết hôm nay tâm trạng anh không tốt. Như vậy đi, em dành cho anh cơ hội là bạn trai em vậy. Em sẽ cho anh mượn vai mà khóc. Sao đây, chị đây hào hiệp quá mà. Thực ra anh biết ngày này rồi sẽ tới. Nếu sớm muộn gì cũng phải chịu nỗi đau này, thì đau dài không bằng đau ngắn. Thực ra như vậy cũng tốt, coi như anh cũng được giải thoát. Vậy thì tốt, em còn sợ anh một mình ở nhà gặm giấm nỗi buồn, không sao thì tốt rồi. Anh không sao, vậy mau tới đây đi, tạm biệt. Gọi cho ai vậy? Thân mật vậy? Với anh Lôi nhà tôi, chứ còn với ai nữa? Cô quan tâm anh ta đến vậy sao? Vậy sao anh quan tâm anh ấy? Làm gì vậy? Làm gì đó? Buông tay. Dù gì hôm nay cô cũng là bạn gái tôi, cô phải đi cùng tôi. Ai là bạn gái anh? Tôi đi cùng Lô Dịch Minh. Mau buông tay ra. Buông tay ra. Người ta đang nhìn đó. Bỏ tay ra đi. Bỏ ra. Cô là phụ nữ lại thích cho đàn ông mượn vai là sao? Cô tưởng anh ta thực sự cần cô đến vậy à? Người đàn ông thực sự cần cô sẽ không để lộ vẻ yếu đuối trước mặt cô. Liên quan gì tới anh chứ? Buông ra đi. Anh buông ra đi. Cô là cao văn đấy, chú ý hình tượng đi. Ba đi chậm thôi. Cẩn thận bật thêm. Được rồi, hôm nay coi như việc lớn trong đời anh con đã thành rồi. Không phải ai cũng gặp được người có thể chịu khổ cùng con. Một khi bỏ lỡ người này, con sẽ hối hận cả đời. Nghe lời ba, đi tìm con bé đi. Ba thấy con bé thật lòng thích con. Không biết Tiêu Lượng và mẹ đó đã chuẩn bị đến đâu rồi. Con vừa gọi cho họ. Mẹ đó đã ở đây rồi. Tiêu Lượng vẫn chưa đến. Vẫn chưa đến nào. Để nào đó gặp chuyện gì? Ba, đừng lo.
Con đưa ba vào trong trước, lát nữa con ra ngoài xem thế nào. Được. Cô Bảy, tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi. Tiêu Lượng tới chưa? Vẫn chưa. Tôi biết rồi. Anh đã đọc bức thư đó rồi. Tiêu Lượng, em không sợ anh đau lòng sao? Em không biết. Em chỉ muốn nói rõ sự thật với anh thôi. Em sợ sau này anh bị tổn thương. Anh thực sự tha thứ cho em sao? Tất nhiên rồi, em đã thẳng thắn như vậy mà. Em tưởng anh sẽ không bao giờ để ý tới em nữa. Em vốn định vào trong công bố tình chúng ta đã chia tay. Anh còn nhớ anh đã sớm nói với em, chỉ cần em bằng lòng thẳng thắn với anh, dù con người thật của em ra sao, anh đều sẽ đón nhận. Ai cũng từng có quá khứ, nhưng người anh lấy là em của hiện tại. Trước đây em đã có những gì, đã từng yêu ai khác, anh không quan tâm nữa. Vì hôm nay em đến đây thì chứng tỏ em đã chọn anh. Cảm ơn anh Tiêu Lượng. Thưa cô, xin cô cho xem thiệp mời. Xin lỗi, tôi để thiệp mời ở nhà rồi, nhưng tôi là bạn của cô dâu chú rể. Xin lỗi, cô không thể vào trong. Sao vậy? Anh nghi ngờ tôi không có thiệp mời, tự mình chạy tới dự tiệc đính hôn. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Nếu tôi không vào trong rồi làm lỡ chuyện, anh có chịu trách nhiệm không? Xin lỗi cô Diệp. Anh Tiêu đã dặn để bảo vệ an toàn cho hôn lễ, chúng tôi không được cho cô vào trong. Tiêu Lượng không cho tôi vào sao? Đây không phải giám đốc Diệp sao? Đã tới lúc này rồi vẫn còn tâm trạng đến đây, tôi thật khâm phục dũng khí của cô. Anh định cười nhạo tôi, lẽ nào lại góp vui cùng cô? Cô đã làm bao chuyện độc ác như vậy, mẹ đó không tố cáo cô, vậy cô còn mặc dày chạy tới đây. Anh đừng quên, giúp tôi cũng chính là giúp anh. Anh cũng như tôi không muốn mẹ đó được gả vào nhà họ Tiêu. Cô tới phá đám cưới, trong tay tôi có một quân bài, cho tôi vào trong thì anh sẽ không hối hận đâu. Hai anh thống kê lại xe trước cổng giúp tôi. Nhưng mà không như gì nữa, đây là vì an toàn của giám đốc Tiêu. Nếu xảy ra vấn đề gì, các anh có chịu trách nhiệm. Mau đi đi. Dạ được. Chúc cô thành công. Cảm ơn. Sau đây mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu. Cảm ơn mọi người đã tới dự lễ đính hôn của tôi và mẹ đó. Hôm nay chúng tôi có thể đứng bên nhau tại đây là nhờ có sự ủng hộ của bạn bè dành cho chúng tôi. Nếu không có các bạn, có lẽ tôi và mẹ đó chưa chắc kiên trì được tới ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng muốn cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn những người đã tác thành cho chúng tôi. Trong cuộc sống sau này,
Từ ngày tôi và Tư Lượng ở bên nhau, dù là vui hay buồn, tôi đều sẽ nhớ đến các bạn. Xin gửi lời chúc phúc tới các bạn. Hy vọng mọi người có thể hạnh phúc như chúng tôi. Mẹ đó, anh yêu em. Tư Lượng, em cũng yêu anh. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, anh vẫn muốn lấy cô ta sao? Thưởng thức đi. Cô là có ý gì? Vậy sắp cưới xinh đẹp của anh chưa nói với anh. Đây là hình ảnh cô ta trước khi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Cô nói linh tinh cái gì vậy? Bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Mẹ Mỹ Lệ, cô sao vậy? Chẳng phải cô nói cô đã kể mọi chuyện cho Tư Lượng rồi sao? Cô nói đi. Diệp Kỳ có ý gì? Anh của Mẹ Mỹ Lệ thì liên quan gì tới em? Những điều cô ta nói là thật cả đấy. Cô ấy nói không sai. Trước khi tôi quen Tư Lượng, đúng là tôi đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Em nói gì? Phẫu thuật thẩm mỹ? Em nhắc lại xem nào. Em đã nói với anh rồi mà. Diệp Kỳ, cô đừng bám lấy chúng tôi nữa. Tiêu Lượng đã biết hết mọi chuyện về tôi rồi. Dù trong quá khứ chúng tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy chọn tha thứ cho tôi rồi. Đúng không Tiêu Lượng? Những gì cô ta nói đều là thật. Em đã từng phẫu thuật thẩm mỹ sao? Em chính là Mẹ Mỹ Lệ sao? Em đã nói hết với anh rồi. Em nói với anh lúc nào? Bây giờ em hãy cho anh biết, gương mặt em là giả, thân phận cũng là giả. Em luôn lừa dối anh. Sức khỏe có phải bị lệ không? Trả lời anh đi. Em phải, em chính là Mẹ Mỹ Lệ. Là Mẹ Mỹ Lệ béo ú tìm một cách tiếp cận anh sao? Anh đừng nóng giận. Nghe em giải thích được không Tiêu Lượng? Tôi không làm được. Tôi không thể ở bên một kẻ lừa đảo. Tiêu Lượng, ba đừng kích động. Ba, mau gọi xe cấp cứu. Mau gọi xe cấp cứu đi. Mau lên, mau gọi xe cấp cứu. Đi, tôi đưa cậu ra khỏi chỗ này. Giờ tôi không thể đi cùng cậu. Tôi phải đến bệnh viện giải thích với Tiêu Lượng. Lô Dịch Binh, làm gì vậy? Ba, xin lỗi, người già không vào trong được. Cho tôi vào đi, chúng tôi vào trong. Người già phải đợi ở ngoài. Ba à, sao lần nào anh cũng khiến ba phải vào viện vậy? Vì sao vậy Tiêu Lượng? Vì tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu.
Tôi thấy anh không còn mặt mũi mới đúng. Sao lần nào anh cũng khiến ba phải vào viện? Sao lại khiến ông ấy thành ra như vậy? Tôi nói cậu biết ông ấy cũng là ba tôi. Nếu thực sự coi ông ấy là ba, sao cậu còn gọi Diệp Kỳ đến? Đừng tưởng tôi không biết. Lẽ đến hôm nay tôi đã cố ý dặn họ không cho Diệp Kỳ vào trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.